Xin chào các bác, chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của Trường Authentic. Trong video buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có là một cái bộ sản phẩm đồng hồ đều có những cái thương hiệu nổi tiếng ở đây như là Oren này, rồi Oren Star dòng cao cấp của nhà Oren. Chúng ta sẽ có một chiếc Seiko thuộc dòng đời cao và ngày hôm nay thì đều có những cái mức giá siêu giảm cho anh em rất chi là sâu nhá. Với những chiếc đồng hồ này thì đợt tới là đợt 30 tháng 4, 1 tháng 5 đều là những dịp nghỉ lễ, cho nên là em cũng cố gắng để siêu giảm cho anh em những cái mẫu sản phẩm đồng hồ mà em đang có tại cửa hàng. Và đợt này thì sẽ có những mức giá rất là ưu đãi gửi đến cho toàn thể quý anh em nhé. Chúng ta đầu tiên đó là một chiếc đồng hồ SRX013, một chiếc đồng hồ thuộc dòng cao cấp đến từ thương hiệu Seiko với đầu máy 6R đó, và anh em chỉ phải bỏ ra đâu đấy là 6.900.000 đồng trong ngày hôm nay để anh em sở hữu phiên bản SRX013 này. Một cái mức giá rất tốt đúng không ạ? Những phiên bản này ngày trước em đang bán cho anh em nó chính là tầm đâu đấy 8 triệu hàng lướt đó, trên dưới 8 triệu đó, có một thời điểm em siêu giảm cho anh em mà còn có là 7,5 triệu, và đợt này thì là 6.900.000, một cái mức giá rất tốt để anh em có thể tiếp cận một chiếc máy đời cao đến thương hiệu Seiko. SRX013 thì chúng ta sẽ có là một cái mặt dial màu trắng này, thiết kế 3 kim một ô lịch ngày, và anh em có thể thấy là về cái kim cọc của Seiko thì trông nó rất là sắc nét rồi, anh em không còn phải đắn đo về cái phần kim cọc của thương hiệu Seiko đâu, tại vì độ hoàn thiện về cái mặt dial nó làm rất là cao ha. Chúng ta sẽ có ở đây đó chính là một dòng chữ Seiko này, rồi automatic 23 chân kính được ghi ở trên mặt dial, và đặc biệt hơn thì các bác có thể thấy là trên mặt dial sẽ có những vân kẻ chỉ sọc ở trên mặt dial tạo nên hiệu ứng rất là đẹp nhá, rất là khác biệt. Chúng ta sẽ có là các phần kim cọc là kim cọc giờ kẻ vạch nhá, những cái múi giờ chính thì nó sẽ tô điểm thêm, nó dày dặn hơn và những cái chi tiết vắt cạnh nó sáng hơn. Rồi chúng ta sẽ có là phiên bản Japan, đây phiên bản Japan với đồng máy là 6R15. Với những cũng máy 6R15 ấy thì anh em sử dụng thoải mái giúp em, nó có đầy đủ những công năng hỗ trợ đi kèm như lên cót tay, giữ kim dây. Độ tích cót của những phiên bản này là 50 tiếng, anh em sử dụng thoải mái nhé, không sợ bị đứng máy khi mà chúng ta bỏ ra những ngày cuối tuần đâu. Rồi chúng ta sẽ có ở bên ngoài đó chính là một cái mặt kính sapphire nguyên khối, một cái mặt kính chống trầy chống rước tuyệt đối cho anh em này, anh em sử dụng thoải mái. Riêng về cái phần thân vỏ anh em có thể tham khảo thoải mái nhé. Đây em sẽ show một lượt qua cho anh em xem về cái tình trạng thân vỏ. Tình trạng thân vỏ của em này còn rất là mới, cực kỳ là mới luôn. Cái này thì có giao lưu với một anh khách quen của cửa hàng rồi, và anh khách này thì anh đeo được đúng một lần duy nhất thì anh bắt lại luôn cho bên em, cho nên là tình trạng của em này còn rất là mới, anh có thể tham khảo. Ở đây chúng ta sẽ có một cái núm chỉnh này, logo chữ S nhé, ở đến từ thương hiệu Seiko. Rồi ở đây thì có một cái bộ dây thép đúc đặc, và đặc biệt hơn thì đây là cái bộ dây H-Link. Với bộ dây H-Link thì anh em có thể thấy là vì sao được gọi là bộ dây H-Link, anh em có thể thấy này. Đó, về cái từng mắt của chiếc đồng hồ này nó sẽ có một cái chữ H. Đấy, chữ H ở đây ha. Đó, cho nên người ta hay gọi là dây H-Link. Rồi ở đây chúng ta sẽ có những chi tiết phay xước rất là đẹp trên cái phần bộ dây này. Đấy, rất là nhiều anh em tìm kiếm những chiếc sản phẩm mà nó có bộ dây này để anh em đeo, tại vì độ thẩm mỹ của bộ dây này rất là cao. Rồi chúng ta sẽ có là một cái khóa bấm này có thương hiệu Seiko. Về phần đáy của chiếc đồng hồ này cũng đầy đủ những thông tin để anh em có thể tham khảo, như là water system của phiên bản này rồi, và đó là tầm 13 100 mét nước nhá, stainless steel, số serial number, make in Japan bản nhiệt nội địa, máy 6R15C 23 23 chân kính. Kích thích xe mặt để các bác tham khảo về em này đó chính là 40.3 tầm 40.5 thì phù hợp với cổ tay của anh em trên dưới 16, anh em đây những phiên bản này rất chia hợp lý. Ở đây các bác có thể thấy đối với cổ tay của em trước đây, cổ tay 16 này, đây trên mình phiên bản này rất chi là đẹp nhá, với một cái kích thước xe mặt chỉ có là 40.3 thôi. Đấy thì anh em đeo thoải mái giúp em cổ tay 16, trên dưới 16 như tầm 15.5 anh em cũng có thể cân nhắc. Đó, và đeo đẹp nhất thì vẫn là cổ tay tầm 16 như của em trước đây là đeo rất phù hợp nhá. Đó, anh em có thể cân đối. Rồi đây là mẫu sản phẩm đầu tiên, mức giá chỉ có là 6.900.000 giao lưu ngày hôm nay với anh em, rất rẻ đúng không ạ? Hàng tình trạng là đã qua sử dụng đó, nhưng mà còn rất là mới, và cam kết anh em là máy móc của phiên bản này thì nó còn rất ổn định, cực kỳ ổn định luôn, máy cực kỳ là ngon đó. Rồi 6.900.000 cho mẫu sản phẩm đầu tiên trong video ngày hôm nay nhé. Tiếp đến ở đây chúng ta sẽ có là một chiếc đồng hồ nữ, một chiếc đồng hồ nữ mà gần như là rất là nhiều anh em sẽ chưa thấy được cái mẫu sản phẩm này.
rất ít bên người ta review về những cái mẫu sản phẩm nữ này, tại vì đợt này thì nó hơi hiếm hàng. Lần này thì em mới về được cho bác ở đây đó chính là một vài mẫu nữ ấy. Đó thì chị em cũng có thể xem cái video clip này về cái chiếc đồng hồ này, hoặc là các anh có thể lắng lại xem về cái chiếc đồng hồ nữ này. Đây chúng ta có thể tham khảo mua cả cho chị em. Đấy. Rồi chúng ta sẽ có đầu tiên chính là một mã hiệu của em này. Ở đây sẽ có thể tag nhé. RN gạch WG này 006P, giá này khoảng đang là 27.500 yên. Tính cả công vận chuyển và thuế, khi mà về Việt Nam nó cũng phải rơi vào đâu đấy tầm 30.000 yên. 30.000 yên thì trên dưới 7 triệu cho chiếc đồng hồ này, trên dưới 7 triệu nha anh em nhé. Đó, để anh em sở hữu phiên bản này khi mà anh em đang hãng mua. Nếu mà khi đến với em chưa thì chắc chắn thì phải có giá tốt hơn rồi. Giá của em này chỉ có là 3 triệu 3 triệu 7 thôi, 3 triệu 700 nghìn đồng. Anh em lưu ý nhé. Và đặc biệt hơn thì những phiên bản này thì nó là pin sử dụng pin solar này, power này, solar power. Solar có nghĩa là gì? Đây là pin năng lượng mặt trời. Anh em có thể sử dụng, chị em có thể mua cho anh em có thể mua cho chị em với những phiên bản này. Tại vì pin solar thì chị em chỉ cần đeo với những cái điều kiện ánh sáng nó vừa phải, nó tự động nó hấp thụ năng lượng thôi. Đấy, và những viên pin này thì nó sẽ có tuổi thọ đâu đấy tầm 8 đến 10 năm. Đấy, cho nên anh em sử dụng thoải mái. Đấy, chị em có thể sử dụng thoải mái nhá, không cần thay pin. Rồi chúng ta sẽ có là một cái mặt diode rất chi đặc biệt. Đây anh em nhìn nhá. Cái mặt diode phiên bản này nó là mặt diode khả. Đấy, nó không phải mặt diode thông thường đâu, nó là mặt diode khảm mà. Đó, và các bác có thể thấy ở đây chúng ta sẽ có là những chi tiết làm rất chi là tỉ mỉ, khi mà với thiết kế của chiếc đồng hồ này là thiết kế ba kim một ô lịch này, rồi có những cái phong cách như khá là cổ điển, như là các phần kim cọc là kim cọc giờ La Mã ở các múi giờ chính, và lại thì là kim cọc giờ kẻ vạch, đây là classic, đây là cổ điển. Rồi chị em có thể giới cho mình, đây là phiên bản Japan, bản nội địa luôn nhá. Đó, anh em có thể mua cho chị em với phiên bản Japan cực kỳ là ngon. Rồi ở viền Antori bên ngoài thì có những cái chấm điểm rất chi là đẹp. Đó, tô điểm thêm. Rồi chúng ta sẽ có là mặt diode nó hơi ngả hồng một chút. Đó, hơi ngả hồng màu đỏ một chút. Đấy, anh em có thể thấy ha. Và đặc biệt hơn ấy thì với những phiên bản nữ này thì nó sẽ có kính sapphire nhá. Nó sẽ có mặt kính sapphire nguyên khối ở chống chảy chống sức tuyệt đối. Rồi ở đây chúng ta sẽ có những chi tiết màu vàng hồng ở trên viền bezel bên ngoài này. Đó, một chút điểm nhấn. Bộ dây là bộ dây của phiên bản này nó cũng sẽ có một chút cái mạ. Đấy, mạ màu hồng. Đấy, trên từng mắt dây như này để anh em tham khảo ha. Đó, rất chi là đẹp. Rồi chúng ta sẽ có là một bộ dây thép đúc đặc này. Đó. Ở đây một cái khóa bấm nhá, khóa bấm cũng đến từ thương hiệu Oren. Đây phần đáy cho anh em xem này, phần đáy của chiếc đồng hồ này. Đây Water System phiên bản này là 53 này, rồi Stainless Steel Sapphire Crystal. Đó, KN70. Đấy, số serial number nhá, Made in Japan bản nhật nội địa. Đấy, chúng ta có thể tham khảo về mẫu sản phẩm này. Kích thước xe mặt của em này chính là 27.8, tầm 28, phù hợp với cổ tay của đại đa số chị em của nữ Việt Nam. Đây em sẽ lên tay thử này. Đó, chị em thì chắc chắn là chị em sẽ có một cái làn da nó sáng. Đấy, nó sáng và nó mịn thì chị em đeo những phiên bản này thì cực kỳ là đẹp rồi. Đó, ví dụ như tay của em Trương thì làm ở trong nhà nhiều cho nên là nó cũng trộm vía, nó có nó khá là trắng cho nên là đeo nó khá phù hợp ha. Đấy, anh em có thể ướm thử. Đó, trên cổ tay của em Trương, chị em thì đeo thì nó sẽ đẹp hơn, nó vừa hơn tại vì cổ tay chị em nó bé. Rồi mức giá để các bác tham khảo mua cho chị em, hoặc là chị em có thể tham khảo mức giá phiên bản này chỉ có là 3 triệu 7 thôi. Đây một cái mức giá rất tốt nhá để mình có thể cân đối sở hữu. Đây là cái mẫu sản phẩm thứ hai trong video ngày hôm nay. Đó, anh em nào thấy hay thì đừng tiếc cho em xin một lượt like nhá, một lượt đăng ký kênh để em có động lực ra những cái chiếc đồng hồ, ra những chiếc video đẹp mắt gửi đến cho toàn thể của anh em. Rồi ở đây là mẫu sản phẩm thứ ba trong video hôm nay, chúng ta sẽ có là một chiếc đồng hồ Orange Star. Lần này thì em về rất nhiều Orange Star, và đặc biệt hơn thì giá thành của những phiên bản Orange Star lần này thì nó đang tăng. Nói đang tăng thì cũng không phải, tại vì dòng Orange Star ấy từ cách đây đâu đấy tầm gần một năm thì anh em đang bị định giá phân khúc của những dòng Orange Star này quá thấp.
đó, nó giảm giá tại vì tỷ giá yên nó Nhật nó xuống cho nên là nó mới có giá như thế. Cho nên là anh em phải hiểu rằng là những dòng Morningstar ấy bản chất ấy giá nó đã cao rồi. Nếu như anh em chơi đồng hồ cách đây tầm 1 năm rưỡi đến 2 năm ấy, thì những dòng Morningstar này thì riêng về dòng Morningstar Joker mặt hề nó cũng đâu đấy là trên dưới 10 triệu. Rất ít những phiên bản nó xuống dưới 10 triệu. Đấy, nó toàn trên 10 triệu thôi. Đấy, và có những cái thời điểm thì em bán giá chỉ có 8, 9 thôi. Thì lúc đấy thì cái tỷ giá yên ấy nó xuống rất là thấp. Đấy, cho nên thì em mới order về được với những cái mức giá như thế. Đó, thì tùy vào từng thời điểm thì anh em sẽ săn được những cái mức giá khác nhau. Cho nên anh em cũng lưu ý. Và anh em cứ than rằng là đợt này sao giá nó cao như thế, đợt này sao giá nó tăng như thế. Nếu như mà anh em ví dụ có rất là nhiều anh em bảo rằng là giảm giá cho anh, trong khi đấy giá của những cái chiếc đồng hồ nó đã rất là rẻ rồi. Đấy, rẻ, rất là rẻ so với giá ở thị trường, thì các anh lại không mua. Sau đấy thì khi mà giá tăng các anh lại bảo là vì sao nó lại tăng nhiều như thế. Đấy, thì anh em lại đi tham khảo rất là nhiều. Nói thật với anh em tham khảo ở đâu cũng như thế thôi. Tình trạng chung thị trường, nếu như anh em hỏi đâu, nếu như lô hàng mới về thì tất cả các bên nó cũng sẽ có những mức giá nó cao như thế. Cho nên anh em cũng lưu ý, đó, tùy theo từng thời điểm mà anh em nên chọn lựa cho mình cách đúng đắn nhất. Đó, rồi chúng ta sẽ có một chiếc Orenstar Joker mặt hề nhé. Mã hiệu của em này chính là RE-AV004L. Và mẫu này thì em cũng đã kiếm rất là lâu rồi. Đấy, tại vì màu xám này nó là một trong những màu mà được rất là nhiều anh quan tâm, và rất nhiều khách của em cũng đã order nhưng mà gần như không có, và rất tiếc. Đấy, rất tiếc là các anh cũng đã có những cái bên khác để các anh giao lưu rồi đó, nhưng mà không sao, em ngày hôm nay em gửi đến cho anh em một phiên bản, ngày nay em về được 2 chiếc nhá, và một chiếc ngày hôm nay em lên đây giao lưu với anh em với một cái mức giá rất tốt, chỉ có là 10.200.000 đồng để anh em sở hữu cho mình một chiếc Orenstar Joker mặt hề, mặt màu xám lông chuột, màu xám ghi. Chúng ta sẽ có dòng Orenstar Joker mặt hề thì không còn xa lạ với anh em nữa, với cái thiết kế hai kim chính này to bản là kim giờ và kim phút là kim lưỡi kiếm mắt nhọn. Rồi chúng ta sẽ có là dạ quang trên phần thân kim này, và được mạ PVD màu vàng hồng trên tất cả các phần kim của cái chiếc đồng hồ này. Rồi chúng ta sẽ có là hướng 12 giờ kim cọc giờ Lam Mã này. Rồi phiên bản này chúng ta sẽ có là những cọc giờ kẻ vạch rất chi là đẹp. Chi tiết lộ cơ skeleton trên mặt dial tạo nên một khuôn mặt hề rất đặc trưng rồi. Tích cót 50 giờ này, rồi phiên bản Japan với đầu máy F6 F4, đầy đủ những công năng hỗ trợ đi kèm như lên gấc tay, dừng kim dây. Rồi mặt kính và thân vỏ bên ngoài của chiếc đồng hồ này thì chúng ta sẽ có là mặt kính sapphire nguyên khối nhá, trong trời chống sức tuyệt đối cho anh em. Phần thân vỏ thì cũng là chất liệu 316L. Rồi một cái nút chỉnh nhá, đây chức năng lên cót này, khi mà con nó sẽ chạy như này ha các bác nhá, khi mà con nó sẽ chạy lên như này. Đấy, anh em lưu ý. Chúng ta có một cái phần thân vỏ được làm bằng chất liệu thép bằng 6L này, bộ dây thép đúc đặc, một cuộc hàn bấm hai bên đến từ thương hiệu Orenstar. Đây, sẽ bấm vào lên đây thử cho anh em xem nhé. Kích thước xem mặt để các bác tham khảo về mẫu sản phẩm này. Chính là 41, phù hợp với cổ tay của anh em trên dưới 16 anh em đây, những phiên bản này khá là hợp lý. Đây, các bác có thể thấy đối với cổ tay của em chưa này, cổ tay 16 nhá. Để cho mình phiên bản này rất đẹp. Đó, rất đẹp với tông màu xám, xám ghi. Đó, màu xám khói nhá. Đặc biệt là về phiên bản màu xám này thì rất ít anh em phải gọi là với những phiên bản này thì rất ít anh em có thể sở hữu được. Màu xanh dương thì nó đại trà hơn thì anh em có thể sở hữu được, nhưng mà màu xám khói này không phải lúc nào cũng có đâu. Đấy, cho nên là anh em lưu ý. Rồi chúng ta sẽ có là phần đáy của phiên bản này cũng có những thông tin cơ bản như Water System 13 này, Made in Japan, 6 chamber, rồi chứng nhận Sapphire. Đó, 13 thì anh em thoải mái sử dụng với nước nhá. Đi mưa, tắm rửa hoặc là có thể bơi được luôn nhé các bác nhá. Bơi lội được luôn. Anh em không cần phải lo lắng đâu. Rồi, mức giá để giao lưu với anh em trong video ngày hôm nay đó chính là 10.200.000 đồng. Cái mức giá rất tốt để anh em có thể tham khảo. Đó, những anh em là trước đấy thì em có báo giá là tầm 9 triệu 9 đấy thì anh em thông cảm. Đấy là những mức giá mà em ướm về thôi. Nhưng mà khi mà lên video cho anh em ấy thì em cũng phải làm lại giá khi mà mới về hàng là 10 triệu 2 nhá. Cho anh em lưu ý. Rồi tiếp đến ở đây chúng ta sẽ có là một chiếc NH9110-14A.
Chiếc này thì phải nói trong cái phân khúc giá thì nó quá là ngon đi. Thứ nhất là về mặt kính là kính cong đó, và kính của phiên bản này cũng là kính sapphire cơ đấy. Đặc biệt như thế thì chúng ta có thể thấy là riêng về cái mặt kính thôi nó đã rất là nhiều tiền rồi đấy. Riêng mặt kính của những phiên bản này mà kính cong mà là kính sapphire thì rất là nhiều tiền anh em nhé. Rồi ở đây chúng ta sẽ có là một cái thẻ tag này, tính nhật này. Rồi với chiếc đồng hồ này chúng ta sẽ có là một cái mặt đeo màu trắng, có những chi tiết mạ PVD màu vàng hồng gold rất đẹp trên cái phần mặt đeo. Với phiên bản Citizen này thì chúng ta sẽ có là một cái cỗ máy 8229 nhá. Cỗ máy này thì sẽ có lên có tay nhưng không có dừng kim dây. Đấy, anh em có thể trải nghiệm về cái cỗ máy này. Thì với cỗ máy này thì anh em không cần lo nghĩ đâu, tại vì riêng về cái chức năng mà không có dừng kim dây ấy, thì nó cũng không phải là một cái vấn đề nó quá là to để anh em có thể không lựa chọn phiên bản này. Anh em có thể lựa chọn về cái mẫu sản phẩm này tại vì nó là thiết kế không có lịch ngày, nó chỉ open hood thôi. Đấy, cho nên là anh em chỉnh giờ cũng rất là dễ. Đấy, nên cho nên là anh em cũng sử dụng thoải mái, không có vấn đề gì cả. Rồi chúng ta sẽ có một cái mặt đeo màu trắng, có vân Gucci trên cho mặt đeo nhé. Các phần kim cọc là kim cọc sực kẻ vạch, rồi làm những tông màu vàng hồng gold rất sang trọng. Ở dòng chữ Citizen Automatic, mặt kính là mặt kính sapphire khối ở trong chống sức tuyệt đối ở phiên bản Made in Japan bản nhà nội địa, rất chi là ngon trong cái tầm giá. Chúng ta sẽ có là Made in Japan bản nhà nội địa này. Rồi phần đáy của chiếc đồng hồ này thì sẽ có đầy đủ những thông tin cần thiết cho anh em, như là độ chống nước là 13 này. Đó, rồi stainless steel số serial number của phiên bản này, chứng nhận sapphire made in Japan bản nhà nội địa, và búa văng của Citizen thì em nghĩ rằng là một trong những cái mẫu thiết kế em đánh giá rất cao về cái chi tiết skeleton ở trên một chiếc đồng hồ. Đó, thì Citizen làm rất tốt. Đó, anh em có thể thấy về cái bộ máy bên trong của chiếc đồng hồ Citizen này rất chi là đẹp, kể cả phần búa văng nữa. Đó, ở đây sẽ có ghi cái thông tin ở trên D1 21 chân kính này cho một cái cỗ máy 8229A. Rồi chúng ta sẽ có một cái bộ dây da đi kèm màu nâu, một cái khóa xiên nhá. Kích thước xe mặt để các bác tham khảo về cái mẫu sản phẩm Citizen này, đó chính là 40, phù hợp với cổ tay của anh em trên dưới 16. Đặc biệt thì màu trắng này thì anh em đeo rất là dễ, và đặc biệt hơn thì nó sẽ rất là sang trọng khi mà đi kèm với màu vàng hồng gold. Ở đây anh em có thể lưu ý nhá, cái tông màu trắng rất chi là đẹp, rất là sáng. Đấy, anh em có thể cân đối với chiếc đồng hồ này. Và giá thành để anh em tiếp cận về em này chỉ có là 5 triệu 400 nghìn đồng thôi. Đấy, 5 triệu 400 nghìn đồng để anh em sở hữu phiên bản này. Đó, lần trước thì em có giảm giá cho anh em và kịch sản này chính là 5 triệu 6. Đấy, ngày hôm nay thì sản kho thanh lý cho anh em chỉ còn là 5 triệu 400 nghìn đồng thôi. Anh em nào quan tâm thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với em qua số hotline nhé, 0969 732822 để em tư vấn trực tiếp cho anh em. Đây là mẫu sản phẩm thứ tư trong video ngày hôm nay rồi. Đó, và cuối cùng ở đây chúng ta sẽ có là một chiếc đồng hồ Oren phiên bản Limited Edition. Và với những mẫu đồng hồ này thì anh em lưu ý ở giới hạn của những chiếc đồng hồ này nó rất ít. Đấy, tại vì những phiên bản này phiên bản giới hạn mà. Đấy, không, gần như là không có nhiều thị trường. Đâu đấy thì chiếc đồng hồ này nếu như em nhớ không nhầm chỉ có 200 chiếc trên toàn cầu thôi. Đó, và để anh em thử hỏi là nhu cầu của người Việt Nam ấy thì có rất là nhiều anh em thích cái kiểu dáng này. Mẫu mã hiệu của em này chính là RN-AA0820R, giá niêm yết của hãng là 46.200 yên. Đó, và nếu tính ra tiền Việt Nam ở cả thuế không vận chuyển về đó phải đâu đấy tầm ngót nghét 50.000, ở trên dưới 9 triệu, hiện tại là trên dưới 10 triệu cho phiên bản này. Đó, thì đợt này thì em có một cái mức giá rất tốt gửi đến cho anh em về phiên bản Oren Marco 5 và phiên bản Limited Edition nhá. Riêng về Oren Marco 5 ấy thì nó sẽ đặc biệt hơn một chút tại vì nó cho ra những cái màu rất chi là lạ so với những cái phiên bản đàn anh. Đây, ở đây chúng ta sẽ có đầy đủ mắt thừa nhá, nó ở dưới hộp nhá, giấy tờ nhá. Đó, thì những phiên bản Oren Marco 5 ấy thì nó sẽ cho ra những màu rất đặc biệt mà từ trước đến nay đàn đàn anh không có, ví dụ như màu đỏ đô, rồi màu xám. Đấy, màu xám chẳng hạn. Đó, rất nhiều. Đó, và đợt này thì em có về được cho bác là 2 chiếc màu xám và màu đỏ. Màu xám thì em đã đi rồi. Đấy, em đã bán rồi. Còn màu đỏ đô như này thì em vẫn đang còn tại cửa hàng. Và hiện tại đang có một cái mức giá rất tốt gửi đến anh em là 6 triệu 500 nghìn đồng. Để anh em có thể tham khảo với em này. Đó, 6 triệu 500 nghìn đồng nhé. Oren Marco 5. Đây là một trong những mẫu đồng hồ rất đáng để anh em
để ý và lưu tâm. Tại vì anh em thấy là Oren Marco 5 ấy cho ra mắt năm 2023 đó, và những phiên bản này thì nó thiết kế rất chi là đẹp, thừa hưởng ở thiết kế của đàn anh đó chính là Oren Marco 2 đấy, và nó thiết kế nó cũng rất là trau chuốt về cái thiết kế này, rồi tính năng và trải nghiệm của người dùng. Khi mà anh em có thể thấy là riêng về cái viền benzen chúng ta xoay là chúng ta sẽ cảm nhận được luôn viền benzen của những phiên bản Oren Marco 2, Marco 3 ấy, thì khi chúng ta quay nó sẽ khá là nặng đấy, phải gọi đúng luôn là khá là nặng đó. Nhưng mà về Oren Marco 5 thì trải nghiệm chúng ta khi xoay nó sẽ khác biệt hẳn đó. Rồi chưa kể đến là về cái mặt đeo, mặt đeo phiên bản này cũng có một cái màu nó rất là khác biệt, khi mà một cái màu đỏ gần như là đỏ ngói anh em, nói chung là đỏ đô đâu đó. Và đặc biệt với phiên bản này chúng ta cũng sẽ có hiệu ứng chạy tia trên mặt đeo nhá, thiết kế cũng rất là giống những phiên bản Oren Marco 2, nhưng nó sẽ có sự khác biệt khi mà nó trau chuốt hơn Oren Marco 2 khá là nhiều. Kim giờ, kim phút này, kim giây này được làm thành rất là đặc biệt ở kim lưỡi kiếm, rồi đây chúng ta sẽ có một hình tam giác hình màu vàng được đặt ở đầu kim giây nhá. Rồi ở đây sẽ có là các phần kim cọc là kim cọc giờ kẻ vạch, các mũi giờ chính là kim cọc số tự nhiên, rồi đây chúng ta sẽ có một cái ô lịch kép, một dòng chữ Oren Automatic. Với chiếc Marco này thì chúng ta sẽ có là độ trung nước là 23 200 m nước nhá, và phiên bản Japan bản nội địa với đầu máy F692. Với Oren Marco 5 thì chúng ta sẽ có là một cái mặt kính sapphire phi nguyên khối ở trong dòng sức tuyệt đối, rồi phần viền benzen cũng vậy, có những cái chi tiết tô điểm thêm như là màu đỏ này đấy, rồi màu xám trên cái phần benzen nó rất chi là đẹp. Ở phần thân vỏ thì là mặt chất liệu thép bào 6L, tình trạng là hàng nay new nhá, hàng gần như là xài siêu lướt đó, xài siêu lướt nha anh em nhá, cực kỳ là ngon. Ở đây chúng ta sẽ có là logo hai chú sư tử này ở trên đúng chỉ, một cái bộ dây thép đúc đặc được phay xước toàn bộ tạo nên sự khỏe khoắn cho dòng Oren Marco 5 này. Đó, anh em có thể thấy toàn bộ về cái chi tiết động ở về cái phiên bản đồng hồ này, đúng chỉnh này là đúng chỉnh scale down nha các bác nhá, chúng ta phải nhấn vừa xoáy như thế này đấy thì nó mới vào được như thế này đó. Và đặc biệt hơn thì anh em sử dụng ấy thì anh em lưu ý giúp em nhất là về cái nút chỉnh này, tại vì khi mà chúng ta mở ra chúng ta chỉnh giờ mà anh em sinh hoạt với nước ấy đấy, như rửa tay rửa bát hoặc là tắm rửa mà anh em không vặn cái nút chỉnh này vào thì chắc chắn nó sẽ bị vào nước và sẽ bị hư hỏng khá là nặng, cho nên đây là cái điều anh em lưu ý nhất giúp em nhé. Rồi phần đáy của chiếc đồng hồ này chúng ta sẽ có những cái thông tin cho chiếc đồng hồ này, như là đặc biệt ở đây chúng ta sẽ có là số limited edition nhá của phiên bản này, đó là 184 trên 200 chiếc. Rồi đây chúng ta sẽ có là stainless steel này, sapphire crystal Mỹ Japan bản nội địa nhá, có số serial number của phiên bản này ở Waterstone là 223 đấy, 23 tương ứng với 200 mét nước. Đây là một trong những dòng thợ lặn cực kỳ nổi tiếng của nhà Oren, thì anh em có thể thoải mái sử dụng với nước đó, không dùng nước nóng đâu anh em nhé. Còn lại thì với điều kiện nước bình thường thì anh em sử dụng thoải mái giúp em, đi bơi này, đi lặn này đấy, hoặc là chúng ta tắm rửa thoải mái nhá, không vấn đề gì đâu. Rồi mức giá hiện tại em đang gửi đến cho anh em chỉ có là 6 triệu 500 nghìn đồng thôi, và với phiên bản này sẽ có kích thước xe mặt là 42 phù với cổ tay của anh em trên dưới 16, anh em đây những phiên bản này rất chi hợp lý. Đối với cổ tay của em chưa này, cổ tay 16 đây cho mình phiên bản này cũng rất chi là đẹp nhá. Thông thường thì những phiên bản mà size 42 ấy, thì sẽ hơi to với cổ tay của em Trương, nhưng mà với phiên bản này thì anh em có thể thấy là thiết kế của chiếc đồng hồ này nó tròn vành ha, cho nên là càng nó tua lắc cũng khá là ngắn, cho nên là không quá to với đúc cổ tay của em Trương, rất là vừa vặn đấy, cho nên anh em có thể lưu ý. Rồi ở mức giá 6 triệu 500 nghìn đồng cho cái phiên bản cuối ở video ngày hôm nay, anh em nào quan tâm về những cái mẫu sản phẩm này thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với em qua số hotline nhá, 0969 77 282, em sẽ là người tư vấn trực tiếp cho toàn thể với anh em về những mẫu sản phẩm này. Cảm ơn anh em rất nhiều vì đã ngồi đây cẩn thận theo dõi, lần cuối thì chúc anh em thật nhiều sức khỏe, hẹn gặp lại anh em ở những chiếc video tiếp theo, và em xin chân thành cảm ơn nhé.